Gần đây câu chuyện Thanh Thảo xuất hiện với dàn vệ sĩ đông hơn cả fan gây xôn xao dân mạng. Trong video được nữ ca sĩ đăng tải lên mạng, dàn vệ sĩ hàng chục người mặc vest đeo khẩu trang đen theo sát cô tại một sự kiện ở Huế hôm mùng 7 tháng 6. Hình ảnh này đã làm giấy lên tranh cãi khi một số khán giả cho rằng Thanh Thảo đang làm lố vì tình huống nữ ca sĩ xuất hiện hoàn toàn không có fan vây quanh nên việc hộ tống này là không cần thiết. Trước những tranh cãi của dân mạng ngày 12 tháng 6, Thanh Thảo quyết định lên tiếng trên trang cá nhân. Ca sĩ cho biết dàn vệ sĩ hộ tống trong video không phải do cô bỏ tiền thuê như những lời đồn đoán, mà là đội vệ sĩ do ban tổ chức chương trình thuê để bảo vệ an ninh cho khách mời. Nữ ca sĩ khẳng định thêm, cô thích được khán giả chào đón vây quanh chụp hình khi xuất hiện chứ không hề có ý muốn ngăn cản. Thời buổi này, thuê vệ sĩ đi theo ngăn cản làm chi? Nữ ca sĩ nói. Tháng 12 năm 2022, Japper Gonzo cũng gây chú ý với video ghi lại cảnh anh được sáu vệ sĩ thắp tùng khi xuất hiện trên đường phố mặc dù xung quanh không có bóng dáng của người hâm mộ nào đoạn video dấy lên tranh cãi khi dân mạng cho rằng gonzo đang làm màu ra vẻ ngôi sao sau đó công ty quản lý của nam rapper đã lên tiếng đính chính phủ nhận thông tin về việc thuê vệ sĩ như đồn đoán của dân mạng đồng thời giải thích đây là đội ngũ an ninh do chương trình âm nhạc sắp xếp Mặc dù vậy, dân mạng vẫn đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về sự việc. Sau đó, Gonzo đã lên tiếng cho biết anh rất buồn vì bị cư dân mạng bạo lực lời nói. Nam rapper cũng lên án việc sử dụng mạng xã hội của một bộ phận giới trẻ vì quá tiêu cực. Sơn Tùng MTP cũng là một nhân vật được nhắc đến trong mỗi lần xuất hiện ở sự kiện cùng dàn vệ sĩ. Đa số khán giả nhận xét việc Sơn Tùng MTP được che chắn bảo vệ là cần thiết bởi vì anh có cả fan cuồng lẫn anti-fan. Nếu không có vệ sĩ bảo vệ thì các fan có thể làm phiền dẫn đến nhiều tình huống quá khích diễn ra. Tuy nhiên, tháng 3 năm 2021, đoạn video Sơn Tùng xuất hiện với dàn vệ sĩ cầm ô vây quanh che chắn đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Khi nam ca sĩ bước xuống xe, các vệ sĩ nhanh chóng bước tới che ô màu đen, không để lọt hình ảnh của anh ra ngoài. Đội ngũ an ninh còn tỏ thái độ gay gắt khi các fan giơ điện thoại quay phim chụp hình. Chính điều này khiến Sơn Tùng bị cho là làm quá vấn đề. Ngược lại với những trường hợp trên thì Mỹ Tâm có nhiều hành động ghi điểm trong mắt khán giả khi là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng luôn khiêm tốn, có cách cư xử đẹp. Tháng tư vừa qua, một tình huống trong phim tài liệu Người giữ thời gian của Mỹ Tâm cũng khiến khán giả xúc động vì sự ân cần và chu đáo của nữ ca sĩ. Trong buổi duyệt trước khi tổ chức live show tri âm, Mỹ Tâm dặn dò đội ngũ bảo vệ, mọi người nhớ dùng tâm. Khi khán giả vào phải hết sức nhẹ nhàng xem họ là người nhà của Tâm, không được đẩy khán giả. Nếu họ sai thì là do họ không biết, chứ mình đừng đẩy người ta, la người ta người hâm mộ cũng chỉ ra rằng cách đội ngũ vệ sĩ hỗ trợ Mỹ Tâm cũng khác biệt so với nhiều sao Việt khác. Khán giả nhận xét ở hầu hết những lần nữ ca sĩ xuất hiện bảo vệ vây quanh theo sát cô như không tỏ thái độ căng thẳng hay là gay gắt.